Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tình hình vi phạm tốc độ xe chạy ở nhiều địa phương vẫn tiếp tục gia tăng và đang ở mức đáng báo động. Trong khi đó, việc xử lý vi phạm lại chưa triệt để. Địa phương có số lần vi phạm cao nhất là Đà Nẵng với gần 124.000 lượt vi phạm một tháng, Bình Định 64.000 lượt vi phạm một tháng, Bà Rịa Vũng Tàu 61.000 lượt vi phạm một tháng. Trong tháng 7 năm 2015, lực lượng chức năng đã xử lý 484 ô tô vi phạm, thu hồi phù hiệu 410 xe. Kết quả thống kê đến hết ngày 31 tháng 7, gần 65% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống thông tin của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trong đó, có 32 trên 63 địa phương có báo cáo kết quả xử lý thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác hoặc từ chối cấp phù hiệu. 8 trên 63 địa phương có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh và phê bình, cảnh cáo. 23 trên 63 địa phương còn lại chưa có báo cáo. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các địa phương, đặc biệt là những nơi thường xuyên có số lần vi phạm trên 1.000 km ở mức cao, tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý theo quy định.